Hello anh em, chào mừng em đã quay trở lại với kênh Hàng Gà. Đây là clip mà mình sẽ chia sẻ cho em những cái giao diện cơ bản nhất của cái tựa game mà mình gọi tên là Trạm Vũ Trụ này. Nó gọi là Ascension hay cái gì đấy, mình không rõ tiếng Anh lắm. Ok, đầu tiên là nhìn giao diện. Với cá nhân mình thì khi mà mình nhìn vào giao diện này thì mình hơi bị choáng ngợp, vì nó thường là mình chơi những tựa game về thế kỷ 18, 19 ấy. Nên khi mà chơi những tựa game kiểu công nghệ tương lai kiểu này ấy, thì nó hơi bị choáng ngợp. Ok, đầu tiên là phía trên nó sẽ là danh sách các loại tài nguyên cho các bạn. Đó, cái tài nguyên đầu tiên và nó quan trọng nhất để xây dựng đó là hợp kim. Hợp kim nó sẽ giống như cái việc gỗ ở trong thế kỷ 18, 19 đấy, để các bạn có thể xây dựng tất cả những công trình. Fe là sắt và một số cái kim loại cũng như là cái nguyên vật liệu tài nguyên khác mà các bạn sẽ có thể kiếm được, tìm kiếm được cũng như là khai thác được ở trong cái quá trình chơi game này và trải nghiệm game này. Tiếp theo là thanh phía dưới này là thanh điện, có nghĩa là nó sẽ cần phải có một cái nguồn điện để có phát điện được đấy. Tiếp theo ở dưới phía dưới là này, cái này nó có một cái là tinh thần của độ bền của cái trạm vũ trụ. Bên này sẽ là cái tin tưởng của quản trị viên, tin tưởng quản trị viên có nghĩa là rất là niềm tin của người dân cũng như là phi hành đoàn vào cái năng lực cái lãnh đạo của bạn. Và cái này ở giữa điện có nghĩa là cái số lượng điện bạn còn lại, có nghĩa là bạn đã tiêu thụ 232 điện và bạn chỉ còn lại 33 điện nhàn rỗi. Khi mà bạn xây dựng công trình, mỗi công trình ấy, thì nó sẽ có một cái lượng điện khác nhau và nó sẽ tiêu thụ những cái lượng điện khác nhau. Ok, đó là về những cái cơ bản nhất là về menu ở phía trên. Ở bên này thì ở bên phía góc trên này nữa thì có thêm về dân số các khu vực. Ở đây các bạn sẽ có 6 khu vực khác nhau. Bắt đầu và đầu tiên thì sẽ là khu vực 1 và nó sẽ có những cái tính toán cho các bạn để biết được là khu dân số bao nhiêu, công dân bao nhiêu, người dân bao nhiêu. Đấy, ok. À, đây là sẽ nó sẽ còn về cái phần bản đồ. Bản đồ thì nó sẽ có ba dạng bản đồ. Bản đồ là ngoài kiểu dạng là hệ hành tinh, đầu tiên là bản đồ hệ hành tinh, tiếp theo phía bên trong nữa là bản đồ nhìn từ ngoài trạm vũ trụ Tiquin của các bạn. Ở trong vũ trụ này có tên là Tiquin mà các mọi người nhá. Ở đây là cái nhìn từ bề ngoài trạm vũ trụ Tiquin của các bạn, khá là đẹp và khá là hấp dẫn với những ai mà muốn chạy hay thích xem những cái phim về thám hiểm, về viễn tưởng, về khoa học mới đấy. Tiếp theo là cái màn hình thứ ba là sẽ là vào cái trạm vũ trụ của các bạn. Bên trong trạm vũ trụ của các bạn thì nó sẽ có khá là nhiều công trình và các bạn ở đây nó cũng sẽ có một cái menu để các bạn xây dựng công trình này, nghiên cứu này, giao dịch tài nguyên giữa các trạm với nhau này, các khu vực với nhau. Đây nó sẽ có nhiều khu vực với nhau và càng mở thêm rộng thì nó sẽ có nhiều khu vực khác nhau, nó giống như kiểu mở rộng bản đồ ấy. Tiếp theo là di chuyển dân cư, có nghĩa là bạn có thể điều chuyển người dân cũng như là cái phi hành đoàn từ cái khu vực trạm này sang cái khu vực này sang khu vực khác. Đấy. Tiếp theo là quản lý hạm đội. Thì ở bên này nó sẽ là những cái giao diện cơ bản về năng lượng điện, về năng lượng pin, về cái chỉ số hạnh phúc cũng như là cái lượng điện tiêu dùng của các bạn ở mỗi một cái trạm khác nhau. Còn bên này nó sẽ là cái việc tua nhanh, tua chậm, cái tốc độ chơi game của các bạn cũng như là ba cái phần icon để các bạn kích vào để có thể di chuyển từ cái bản đồ, thay đổi giữa cả ba bản đồ với nhau. Đó là cái cơ bản nhất về cái giao diện của cái tựa game Vision này. Tiếp theo thì ở cái khu vực ngoài này thì là một cái khu vực ở giữa trạm không gian, cái trạm vũ trụ của các bạn. Và trạm vũ trụ này cũng có thể ở khu vực ngoài, thì khu vực ngoài đều có thể xây dựng nhé các mọi người nhé. Mình sẽ nói từ ngoài đi, từ ngoài hệ hành tinh, khu vực bản đồ hệ hành tinh thì các bạn có thể tìm kiếm để có thể đây. Khi mà mỗi một cái hành tinh nó có một cái ô hình tròn này thì các bạn có thể có những cái sự kiện để các bạn có thể nghiên cứu cũng như là khám phá, thăm dò để nhận được những loại tài nguyên ở trên phía trên này. Đấy, ở những cái giao diện hệ hành tinh. Và bên cạnh đó thì bạn cũng có thể tìm kiếm. Ở đây, ví dụ như ở đây mình đang tìm thấy 528 sắt và mình sẽ điều đi điều tàu đi khai thác. Đấy, khai thác sắt. Đấy, thì cái tàu này nó sẽ đi khai thác sắt về. Đấy. Đó là hệ hành tinh. Còn về khu vực phía bên ngoài của trạm vũ trụ thì ở đây các bạn có chỉ là để cho đẹp hay là các bạn có thể làm gì? Đây thì khu vực này thì các bạn có thể xây dựng những cái năng lượng pin năng lượng mặt trời. Anh em có nhìn thấy pin năng lượng mặt trời đấy, để có thể làm gì? Để có thể giúp cho nâng cái sản lượng điện của cả cái trạm vũ trụ này lên. Đây các bạn có thể xây dựng này. Đấy. Đấy, rất nhiều luôn. Rất nhiều cũng như cái động cơ nữa, xây dựng động cơ để có thể có những cái bước chuyển biến mới ở trạm vũ trụ. Đó là về phần thứ hai. Còn phần trong cùng này thì chắc chắn rồi, lúc nãy là mình đã nói rồi, xây dựng những công trình nhà ở rồi kho bãi rồi lương thực thực phẩm và rất nhiều công trình khác nhau, thì mình sẽ nói ở một cái clip khác. Clip này sẽ chỉ là nói để các bạn hiểu được đơn giản và cơ bản nhất về cái tựa game này thôi, chứ còn nó nói nhiều quá thì các bạn lú mẹ luôn.
Ok, đó là cái cơ bản nhất về cái tựa game này, cũng như là cái giao diện cơ bản, cũng như cái hướng dẫn cơ bản, những cái tính năng cơ bản để các bạn có thể hiểu được cái tựa game Aeson này đơn giản nhất. Hẹn các bạn ở những clip tiếp theo, mình sẽ chia sẻ sâu hơn với tựa game này, cũng như là những cái thao tác, những cái thủ thuật, những cái đơn giản để mọi người có thể cân bằng được cái lượng người chơi, cũng như là để trải nghiệm được cái tựa game này nó ok nhất và nó ổn áp nhất. Ok, cảm ơn anh em nhé. Mọi người nhớ like, subscribe, đăng ký kênh và để lại bình luận góp ý ở phía dưới cái video này để mình hoàn thiện cũng như là ủng hộ mình nhé. Ok, cảm ơn tất cả anh em.